Tình trẻ là khi chồng hay người yêu nhỏ tuổi hơn. Chuyện này không được coi là xưa nay hiếm. Chồng hay bạn trai nhỏ hơn một vài hay dăm ba tuổi không tính nhé. Ta chỉ nói đến chuyện chênh nhau cả con giáp hay thậm chí vài con thôi. Khi phụ nữ đã sắp xỉ tuổi 40 mà đàn ông của họ thì vẫn đang xoang. Cặp nổi tiếng trên thế giới là Jenny và Cát Mát, trong nước là Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ. Không nổi tiếng thì quanh chúng ta cũng nhiều. Và thật thú vị, đa phần phụ nữ có tình trẻ thời trước hầu hết đều hạnh phúc. Vì dường như với mỗi cặp yêu nhau hạnh phúc, khi độ trên tuổi tác dốc xuống về phía đàn ông, thì độ chênh lệch ấy đã được bù đắp tự nhiên bằng mọi cách, mà phổ biến nhất là đàn ông chở che nhiều hơn, phụ nữ nép mình lại nhiều hơn. Xưa tôi có một bà mợ, cậu tôi trẻ hơn mợ gần 10 tuổi. Họ hạnh phúc với nhau gần 50 năm nay, tương kính như tân. Tình thương ngấm vào họ, chia đều tóc bạc và nếp nhăn, dường như còn thiên vị mợ nhiều hơn. Cậu tôi không cho đứa cháu nào nhổ tóc bạc, vì đó coi như là một bằng chứng về ngoại hình không cần bàn cãi, là cậu già ngang hoặc thậm chí hơn mợ tôi. Mợ nhỏ người, trẻ lâu, đúng thật không nói thì chẳng ai biết có chênh ngược đến như thế. Ông bà đi đâu cũng chở nhau, ríu rít, bọn trẻ còn ganh tị. Khi ông Lâm bệnh, ra đi, bà ngơ ngác mất vài tháng và dường như không thể hòa nhập với cuộc sống không còn người đồng hành thân thuộc và tin cậy. Bà cũng ra đi ngay sau khi cúng thất thất lai tuần cho ông. Họ như một chuyện tình đẹp, một tấm gương về tình yêu không phân biệt tuổi tác mà trai gái trong họ Mạc cứ mỗi lần gặp hoàn cảnh tương tự là đem ra thuyết phục gia đình. Nhưng chuyện tình trẻ thế kỷ 21 thì có khác. Yêu người nhỏ tuổi hơn, phụ nữ thường bị gọi là máy bay bà già. Còn người tình đáng tuổi em, con, cháu thì được gọi đùa là phi công. Tiền lệ thì đầy, nhưng để công khai trên truyền thông thì một chị U60 khôn ngoan cặp kè với một anh người mẫu mới nổi là người nổ phát súng đầu. Tuy nhiên, chỉ cho đến khi nữ hoàng Dan Spock có con với một cậu học trò trên tuổi qua hàng hai chữ số thì tôi mới nghiêm túc nhìn lại những cuộc hôn nhân sống chung cặp kè của những phụ nữ thế kỷ 21 khi người họ chọn là những phi công rất trẻ. Tôi ngờ vực khả năng mê hoặc của sex. Điều duy nhất thường thấy rằng phi công có thể ăn đứt đàn ông cùng trang lứa với máy bay. Dù sex có đầy quyền uy hay tăm tối đến đâu, chẳng lẽ nó lại có thể điều khiển được đàn bà từng trải khôn ngoan dễ dàng đến thế? Rồi kể cả phi công có giỏi sex đến mấy, chả lẽ xong việc thì giải tán, chứ nói chuyện thì biết nói gì với những người cách mình cả một thế hệ. Một thời kỳ bỏ báo, viết thuê chương trình truyền hình cho một công ty truyền thông danh tiếng. Tôi được sếp lớn của công ty, một phụ nữ thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, đáng tin cậy. Chị điều phối công việc, giao tiếp và thuyết phục khách hàng đối tác rất khéo léo. Nhưng duy nhất một điểm làm tôi khó gần và thực sự thân thiết với chị là chuyện chọn các phi công cho vô số cuộc tình nhanh chậm mặn mà không hề giấu giếm. Cũng như nhiều phụ nữ 7X ương dở loay hoay giữa những phóng khoáng của tính cách và cực đoan của đạo đức truyền thống, chịu ảnh hưởng của dư luận ba bề bốn bên. Tôi vẫn ngại lắm những phụ nữ ngọt ngào anh ơi với trai chỉ đáng tuổi em út hay thậm chí con mình. Nói như mạng xã hội, thấy là cứ sai sai thế nào ấy. Có lần sau giờ làm việc, chị tranh thủ trang điểm rồi đi chơi, vừa thoa son vừa hỏi tôi: em nghĩ chúng nó yêu chị nhiều không? Tôi bảo có, một cách đàng hoàng nghiêm túc. Chị dừng tay, đăm đăm nhìn tôi: thật không? Ai cũng nói chúng nó chỉ yêu tiền của chị. Tôi bảo: không, ngoài tiền, chị còn có sắc đẹp và có trí tuệ. Hơn nữa, chị còn có vị trí trong xã hội, có cả tá quan hệ có thể giúp chúng nó thuận tiện tiến thân hay kinh doanh tốt hơn. Chị nhiều trải nghiệm và khéo léo ứng xử cả trong nhà, trên đường, lẫn trên giường.
Em là chúng nó, em cũng yêu chị chứ. Chị im lặng một lúc rồi hỏi tiếp, chúng nó sẽ yêu chị lâu không? Tôi không trả lời. Làm sao tôi biết được công ty, vị trí, tiềm lực tài chính của chị còn mạnh đến đâu và bao lâu? Điều đó nếu không mang tính chất quyết định thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện khi nào phi công của chị sẽ chọn máy bay khác. Chị bảo muốn nghe câu nói thật từ tôi. Vậy thì phải vài năm. Nếu chị vẫn giàu có và đầy danh tiếng, nhưng dù có đẹp mãi, giàu mãi, giỏi mãi, 5 năm nữa, khi chị bước qua hẳn tuổi 50, khi ấy độ chênh giữa chị và họ quá rõ thì khó mà còn. Một phi công hai mấy đi với máy bay 40 không vấn đề gì, nhưng phi công ba mấy đi với máy bay 50 thì khó rồi. Phổ biến là thế, chị đừng tính các trường hợp như chị U60 kia. Sếp rạng rỡ, vậy thì đủ rồi em, chị chỉ cần 2 năm. Hôn nhân có khi còn chóng vánh hơn. Với tụi nó 2 năm là chúng hết ngây ngô, hết hồn nhiên, hết thần tượng và vâng lời chị rồi. Chúng nó sẽ hết chiều chuộng và chăm sóc chị như hiện giờ. Khi đó chấm dứt là ổn. Vừa mới bắt đầu chán nhau, giờ chị chỉ cần ai đó đến bên mình khi muốn, chỉ vậy thôi. Thì ra đàn bà quyền lực trong xã hội, ở công ty đầy quyền uy, quen trên mọi người quen, quyết định tất cả, chịu trách nhiệm tất cả. Thì đàn ông ở cạnh cũng đừng nên cố công cầm cương họ. Thế nhưng cũng chính đàn bà sắt đá ấy lại cũng yếu mềm lắm, muốn được chăm sóc lắm, cũng muốn được bưng một tách cà phê sáng đến tận giường, muốn được níu tay đi bên trái của ai đó khi qua đường. Vừa đủ ngây ngô, nhẫn nhịn tôn thờ như thế, vừa có sức để chăm sóc và bảo vệ như thế, mà không cãi cọ, không cằn nhằn, không làm phiền khi không muốn. Chỉ có thể là phi công, đàn ông chững chạc, giỏi giang, không phụ thuộc, cũng có vị trí, cũng có quan hệ, cũng tiền nhiều như chị. Sẽ tìm những người thần phục, tôn thờ, chiều chuộng mình kiểu lấy khăn tắm mỗi buổi chiều về, kiểu bưng tách cà phê đến tận giường mỗi sáng. Ngược lại, phi công làm sao có thể thấy những thú vị sắc sảo giỏi giang ở cái đám gái non mới lớn. Nên họ yêu nhau thì thôi, cũng mong phụ nữ thế kỷ 21 có được tình trẻ lâu thật là lâu. Nếu không được như mợ tôi hồi xưa, cho đến khi về thế giới bên kia cùng nhau cho đúng nghĩa trọn đời, thì ít ra cũng đủ để họ tự tin rằng mình đã được yêu và còn rất trẻ.